hình dịch bệnh như hiện nay, một trong những biện pháp đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại rất quan trọng và hiệu quả để phòng chống dịch bệnh lây lan, đó chính là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Vậy không biết có bao giờ các con thắc mắc là tại sao mình phải luôn rửa tay bằng nước xà phòng chứ nhỉ? Để trả lời được cho câu hỏi này, các con hãy cùng cô thực hiện một thí nghiệm vui có tên là hạt tiêu chạy trốn nhé. Để thực hiện được thí nghiệm này, các con cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây nhé. Một cái đĩa, hạt tiêu, xà phòng rửa tay và nước. Nào, các con hãy cùng cô Như thực hiện thí nghiệm này nhé. Đầu tiên, cô lấy một chiếc đĩa và rót nước đổ đầy vào trong chiếc đĩa. Cô sẽ rót thật cẩn thận để cho nước không tràn ra ngoài nhé. Tiếp theo, cô sẽ rắc hạt tiêu phủ đều lên bề mặt nước. Chúng mình nhìn này, hạt tiêu như những con vi khuẩn có hại phải không nào? Bây giờ cô sẽ dùng ngón trỏ chấm tay vào nước. Chúng mình hãy quan sát này, hạt tiêu giống như những con vi khuẩn không di chuyển. Khi cô nhấc tay lên thì những con vi khuẩn đã bám đầy trên ngón tay của cô. Các con đã nhìn thấy chưa? Bây giờ cô sẽ chấm tay vào dung dịch xà phòng và chấm vào nước. Các con hãy cùng cô quan sát hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Wow, các con nhìn này, khi tay của cô chứa dung dịch xà phòng thì hạt tiêu như những con vi khuẩn có hại đã di chuyển ra phía bên ngoài, giống như là sợ hãi liền bỏ chạy ra thật xa. Chỉ với một ít hạt tiêu, xà phòng và nước, thí nghiệm tưởng chừng như là vô cùng đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị đấy. Qua thí nghiệm hạt tiêu chạy trốn, cô muốn nói với các bạn những hạt tiêu bé li ti giống như những con vi khuẩn có hại đang ẩn nấp trên đôi bàn tay của chúng ta. Khi chúng ta rửa tay bằng xà phòng thì những con vi khuẩn lập tức tránh xa. Từ đó, các bạn nhỏ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên với xà phòng và tạo được sự hứng thú để bé có thể rửa tay thường xuyên và đúng cách hơn. Bố mẹ hãy trang bị cho bé những kiến thức bổ ích qua những hoạt động có ý nghĩa này nhé. Cô Như xin chào tất cả các